nữ hoàng giao kéo Vy Thanh Vân từng trải qua nhiều chuyện đời trắc trở. Gây sốc khi công khai đụng chạm giao kéo tới 21 lần. Vy Thanh Vân bắt đầu bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật từ năm 2007. Cô gây ấn tượng với khán giả qua nhiều vai trò như diễn viên phim truyền hình, điện ảnh, người mẫu. Nữ diễn viên còn ghi điểm với khán giả qua vai diễn trong các bộ phim như Cô Dâu Đại Chiến, Long Ruồi, Cô Gái Xấu Xí. Chính vì sự thể hiện xuất sắc trong bộ phim Cô Gái Xấu Xí, Vy Thanh Vân đã trở nên nổi tiếng, tới gần hơn với khán giả Việt Nam. Vào năm 2017, Vy Thanh Vân khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tham dự và giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt tại Mỹ. Ngoài ra, Vy Thanh Vân còn được mệnh danh là nữ hoàng scandal, nữ hoàng giao kéo của làng giải trí Việt với những phát ngôn gây sốc và không ngại công khai chuyện thẩm mỹ. Nữ diễn viên tiết lộ từng nhuộm da và đụng chạm giao kéo hơn 20 lần vì mặc cảm ngoại hình trong quá khứ. Năm 1997, lần đầu nữ nghệ sĩ đụng chạm giao kéo do thời gian đó cô gặp tai nạn phải làm lại mũi. Đến năm 2003, Vy Thanh Vân nhuộm da, nữ diễn viên sở hữu làn da nâu nổi tiếng tại showbiz Việt. Nói về việc phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên 8X từng chia sẻ, vì niềm vui của chính mình chứ không phải vì đàn ông nữa. Với ngoại hình mới, tôi hy vọng ngày càng tự tin vào bản thân hơn. Cuộc đời trắc trở của Vy Thanh Vân, 4 lần mất con, là mẹ đơn thân sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Dù có sự nghiệp khá thành công nhưng hôn nhân của Vy Thanh Vân lại gặp nhiều trắc trở không hạnh phúc. Vy Thanh Vân từng trải qua 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Vào năm 2009, nữ diễn viên từng bị sảy thai lần đầu khi 19 tuổi và những lần sau đó tiếp tục gặp chuyện không may. Nữ diễn viên 8X lên xe hoa với người chồng đầu hơn cô tới 15 tuổi. Chồng cũ hơn Vy Thanh Vân 15 tuổi là doanh nhân quốc tịch Pháp sống và làm việc ở Việt Nam. Trước khi kết hôn với Vy Thanh Vân vào năm 2008, Thierry Blanc từng trải qua một đời vợ đã có 2 con riêng. Vy Thanh Vân đã sảy thai 2 lần liên tiếp vào năm 2009 và 2011 do liên tục phải đối mặt với tình trạng căng thẳng kéo dài. Cặp đôi này có hơn 4 năm mặn nồng nhưng chưa có con chung. Đến năm 2012, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, Vy Thanh Vân cho biết họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí, nữ diễn viên từng thừa nhận cô giàu lên nhờ khối tài sản do chồng cũ để lại sau ly hôn. Nhiều khán giả đã vô cùng tiếc nuối trước thông tin này. Mới đây, cô nhận được thông tin chồng cũ Thierry Blanc, doanh nhân người Pháp đột ngột qua đời vào rạng sáng ngày 16 tháng 3. Nữ diễn viên vô cùng đau buồn, xót xa trước thông tin này. Vy Thanh Vân từng khẳng định, người chồng đầu tiên cực kỳ tốt và chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô. Cho tới giữa năm 2014, Vy Thanh Vân bất ngờ công khai mối tình mới với bạn trai Bảo Duy, người này kém cô 2 tuổi. Sau đó, nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân việc sảy thai lần thứ 4 do bị stress nặng. Đến tháng 2 năm 2016, người hâm mộ ngỡ ngàng khi cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, bạn trai Vy Thanh Vân bất ngờ công khai đơn ly hôn nữ diễn viên vì không tìm thấy tiếng nói chung. Người hâm mộ một lần nữa tiếc nuối hụt hẫng trước thông tin này của Vy Thanh Vân. Cuộc sống hiện tại ra sao? Hiện nay, Vy Thanh Vân đã dần ít xuất hiện trước công chúng, khán giả dường như không còn thấy nữ diễn viên tại các sự kiện trong showbiz. Có thể thấy cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên rất bình yên, hạnh phúc bên con trai cưng. Nữ diễn viên đình đám ngày nào vẫn thường xuyên cập nhật, chia sẻ hình ảnh trong cuộc sống trên mạng xã hội. Thi thoảng, Vy Thanh Vân cũng livestream trò chuyện cùng với người hâm mộ. Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz Việt, Vy Thanh Vân vẫn nhận được sự chú ý và quan tâm của người hâm mộ.